Chính thức, thành phố Hồ Chí Minh miễn giảm học phí học kỳ 2. Chiều ngày 9 tháng 12, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong học kỳ 2, năm học 2021-2022, theo đó đối tượng được hỗ trợ là trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập, học viên giáo dục thường xuyên đang học tập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không bao gồm các học sinh đang học tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó nhóm 1 là học sinh tại các trường ở thành phố Thủ Đức và các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Nhóm 2 là học sinh tại các trường ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, nhà bè và Cần Giờ. Mức hỗ trợ học phí như sau: nhà trẻ nhóm 1 200.000 đồng, nhóm 2 120.000 đồng mẫu giáo nhóm 1 160.000 đồng, nhóm 2 100.000 đồng, trung học cơ sở nhóm 1 60.000 đồng, nhóm 2 30.000 đồng, bổ túc trung học cơ sở nhóm 1 60.000 đồng, nhóm 2 30.000 đồng, trung học phổ thông nhóm 1 120.000 đồng, nhóm 2 100.000 đồng, bổ túc trung học phổ thông nhóm 1 120.000 đồng, nhóm 2 100.000 đồng. Đồng thời tiếp tục thực hiện hỗ trợ kinh phí cho cơ sở giáo dục công lập có tổ chức dạy học nhà trẻ nhóm 2, trung học cơ sở giáo dục thường xuyên, trung học cơ sở Cụ thể như sau, nhà trẻ nhóm 1 không hỗ trợ, nhóm 2 20.000 đồng, trung học cơ sở nhóm 1 40.000 đồng, nhóm 2 55.000 đồng, giáo dục thường xuyên trung học cơ sở nhóm 1 40.000 đồng, nhóm 2 55.000 đồng. Thời gian áp dụng từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2022 của học kỳ 2 năm học 2021-2022, nguồn kinh phí thực hiện là từ ngân sách thành phố.